Dạ Quang xin chào anh em nha. Đây em về máy cơ xích Eto hàng nhập Mỹ về mới trăm trăm nha anh em. Đơ sơ S 5000. Lam của nó là 46 cm nha anh em. Năm sáu won. Dùng pin 5A. Sạc 120W nha anh em. Hàng Mỹ về. Dòng này là dòng của mật Nhật Eto. Đó. Dùng pin 5A. Công tắc mở đóng. Không chạy, chạy. Nhớt lam, nhớt dơ lam. Sạc 120W. Máy pin sạc 11 triệu nha anh em. Cảm ơn anh em xem video.